xong rồi em mới vào, chắc nó Ok. bắt đầu thì bắt đầu mới vào đây nha. Đợi, Ok. anh làm lại này. 1, 2, 3. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta chuẩn bị đến với một trận đấu giữa hai kỳ thủ Nguyễn Văn An và Nguyễn Mạnh Hải. Nguyễn Văn An đến từ câu lạc bộ Đông Anh và Nguyễn Văn Mạnh Hải đến từ Thái Nguyên. Đây là hai kỳ thủ đều đã vượt qua vòng loại trận cờ đất Việt khu vực miền Bắc và đây là trận đấu trong khuôn khổ bảng A của vòng chung kết miền Bắc. Giải đấu đang được diễn ra tại trường quay của công ty Next Media, một đối tác mới của Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Trận đấu xin được phép bắt đầu. Vâng, như vậy là với việc được đi tiên, Nguyễn Văn An quyết định đóng pháo đầu và Nguyễn Mạnh Hải là một kỳ thủ đã chơi rất hay tại vòng loại, đã từng giành chiến thắng trước Quốc tế Đại sư Lại Việt Trường, đã quyết định chơi nghịch pháo rồi. Và Nguyễn Văn An đi pháo 8 bình 6, chọn biến là ngũ lục pháo đối nghịch pháo của bên đen. Ở vòng đấu loại thì Nguyễn Văn An đã chơi khá hay, có được 6 điểm sau 9 ván đấu và xếp thứ 23 chung cuộc. Như vậy bên đen đã chơi pháo 8 tiến 4 và bên đỏ binh 3 tiến 1. Bên đen tiếp tục phát triển mã 2 tiến 3. Chúng ta hãy cùng chờ xem bên đỏ có chơi pháo 8 tiến 5 hay không. Đây là một nước tranh tiên để tấn công vào quân mã ở lỗ 7 của bên đen. Như vậy là binh 7 tiến 1. Bên đỏ là kỳ thủ Nguyễn Văn An đến từ câu lạc bộ Đông Anh đã phát triển binh 3 và binh 7 để cấm hai đầu tốt của hai quân mã lộ 3 lộ 7 của bên đen. Đây cũng là một lựa chọn khá tốt. Chúng ta hãy cùng chờ xem Nguyễn Mạnh Hải sẽ đối phó như thế nào. Liệu có phát triển nốt con xe ở lộ 1 hay không ạ? Chúng ta có thể hình dung là bên đỏ chuẩn bị mã 8 tiến 7 rồi tiếp tục mã 7 tiến 6. Hướng đi tiếp theo của bên đen có thể là phát triển xe 1 bình 2 hoặc xe 1 tiến 1. Như vậy là quyết định xe 1 bình 2. Bây giờ nếu bên đen đi xe 2 tiến 4 thì bên đỏ sẽ xuất xe 9 bình 8 mời đổi. Thì sau này vẫn tiếp tục thực hiện ý định là chơi mã 7 tiến 6. Nguyễn Mạnh Hải là một trong những kỳ thủ đã chơi rất hay tại vòng đấu loại và nằm trong top 3 kỳ thủ đứng đầu. Anh là một trong những kỳ thủ ưu tú của tỉnh Thái Nguyên, của xứ chè Thái Nguyên đây. Nhắc đến Thái Nguyên ngày xưa thì chúng ta chỉ biết đến hai loại đặc sản, một là gang thép, nhà máy gang thép Thái Nguyên đấy, và thứ hai là chè Thái Nguyên, rất là nổi tiếng. Và bây giờ Thái Nguyên cũng đang phát triển rất mạnh về cờ, cờ tướng. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu cờ tướng trong thời gian tới có được coi là một loại đặc sản mới ở tỉnh Thái Nguyên hay không. Với phong trào khá là mạnh và khá nhiều kỳ thủ đã tham dự ở vòng loại trận cờ đất Việt khu vực miền Bắc.
một số kỳ thủ thì đã lọt vào vòng chung kết rồi. Trong đó chúng ta biết đến Nguyễn Đức Thái và bây giờ là Nguyễn Mạnh Hải. Vâng, một nước phóng pháo đè bắt mã ở lộ 7, quấy rối đội hình của đối phương. Pháo 5 thoái 1 chăng? Đấy, tới đây bên đen có thể bên đỏ có thể tiếp tục đi xe 9 tiến 1 để chuyển sang lộ 4 phối hợp với quân pháo tấn công vào quân mã lộ 7. Vâng, đôi xe nhìn nhau thì cứ kệ thôi. Nếu như bên đen dùng xe 8 tiến 9 ăn thì mã 3 thoái 2 ăn về. Tại bảng A của vòng chung kết khu vực miền Bắc thì ngoài Nguyễn Văn An và Nguyễn Mạnh Hải còn hai kỳ thủ cũng khá hay, đó là kiện tướng quốc gia Phí Mạnh Cường và kỳ thủ Nguyễn Thái Ninh đến từ Quảng Ninh. Vâng, thi đấu cùng lúc với cặp đấu này thì có kỳ cặp đấu của Nguyễn Thái Ninh đi tiên gặp Phí Mạnh Cường. Như vậy Nguyễn Văn An đã quyết định chém xe trước rồi. Theo tôi nước đi này có lẽ là không hay bằng nước xe 9 tiến 1 để chuyển sang. Vì con mã ở lộ 7 thực ra khá là xấu các bạn ạ. Vì chỉ cần xe 9 tiến 1, xe 9 bình 4 thôi là có thể tấn công được vào mã ngay. Ăn rồi lại phải gác tượng như thế này là có lẽ là chưa phải là tối ưu đâu. Giải đấu trận cờ đất Việt khu vực miền Bắc hiện đang tổ chức thi đấu và quay phát tại trường quay của Next Media. Các kỳ thủ đều có mặt tại công ty Next Media tại đường Tam Trinh và sẽ thi đấu tại đây để chúng tôi tổ chức quay phát được nhiều nhất có thể. Vòng loại của trận cờ đất Việt khu vực miền Bắc thì đã diễn ra từ ngày 18 tháng 11 và vòng chung kết thì diễn ra muộn nhất so với hai khu vực còn lại là miền Trung và miền Nam. Lý do là tại khu vực miền Trung và miền Nam thì Liên đoàn đã quyết định là tổ chức vòng loại và sau đó là vòng chung kết luôn. Còn khu vực miền Bắc thì diễn ra vòng loại từ tháng 11 thì diễn ra đầu tiên đấy. Thế nhưng mà vòng chung kết thì lại là muộn nhất. Tại vòng chung kết thì 32 kỳ thủ được chia làm 8 bảng đấu, mỗi bảng có 4 kỳ thủ. Và hai kỳ thủ đứng đầu của mỗi bảng thì sẽ lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Để bên đen phát triển binh 9 để lên mã biên. Còn bên đỏ thì mới nâng hoành xe. Vâng, nâng hoành xe xong bên đen lập tức chơi xe 2 bình 4 bắt pháo để làm cho con xe này bị tắc các bạn. Bây giờ có thể chơi xe 9 bình 8. Vừa rồi là sau nước bình xe đổi pháo thì bên đỏ lên sĩ rồi. Và nếu như mà bên đen vẫn tiếp tục đứng xe ở lộ này thì bên đỏ sẽ xuất xe 9 bình 8.
Rồi thay vì đi sĩ 4 tiến 5 thì bên đỏ có một hướng đi khác là sĩ 6 tiến 5. Nhường đường cho việc có thể chơi pháo 6 thoái 2, pháo 5 bình 6, mã 7 tiến 6 và phát triển xe 9 bình 7. Đấy cũng là một hướng đánh. À, như vậy là bên đen liên kết tượng và xe 9 bình 8. Một nước đi gần như tất nhiên của bên đỏ rồi. À, có lẽ là bên đen sẽ phải tháo pháo 5 ra thôi. À, như vậy là quyết định lựa chọn của bên đen là binh 5 tiến 1 để phát triển mã lên lộ 5. Xe 8 tiến 5 bắt tốt. Nguyễn Văn An và Nguyễn Mạnh Hải đều là các cầu kỳ thủ nghiệp dư, nhưng sức cờ của họ cũng rất là tốt. Mã 3 tiến 5 và xe 8 bình 7. Vâng, bình 5 tiến 1. Thì đây bên đỏ sẽ có hai lựa chọn là ăn tốt lên hoặc ăn pháo lên. Lựa chọn thứ ba là đứng im các bạn. Chúng ta hãy cùng chờ xem Nguyễn Văn An có ăn tốt của đối phương hay không nhé. Nếu vật pháo lên thì có thể bên đen sẽ chơi mã 5 tiến 6 chăng? Khi ấy thì chỉ việc gác tượng thôi. Bên đỏ đang suy tính về hai khả năng mà tôi vừa đề cập. Tốt trong mồm rồi mà không ăn thì cũng hơi kỳ. À, nếu không ăn mà nó đục xuống dưới thì cũng phức tạp. Vì bên đen chuẩn bị nhảy mã ra. Chuẩn bị mã 5 tiến 6. Dù không ăn thì vẫn mã 5 tiến 6. Nên là quyết định phải ăn rồi. Bây giờ nếu mã 5 tiến 6 thì lên tượng thôi. Thậm chí có thể vật trước rồi lên tượng. Hoặc cứ lên tượng thôi. À, nếu ăn pháo thì ăn tốt 5 lên. Sau khi kết thúc vòng chung kết khu vực miền Bắc thì Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam sẽ tổ chức vòng chung kết toàn quốc, dự kiến ra sẽ diễn ra tại khu vực sen sinh thái Sen Hồ Thái Nguyên. Và như vậy là Thái Nguyên, địa phương của kỳ thủ Nguyễn Mạnh Hải, sẽ là chủ nhà của vòng chung kết toàn quốc. Đây là một điều khá là thú vị, vì trước đó thì vòng chung kết toàn quốc dự tính thì sẽ tổ chức tại Hà Nội. Tuy nhiên với việc là Thái Nguyên sẵn sàng đứng ra đăng cai và tổ chức tại khu vực rất là đẹp là khu sinh thái Sen Hồ, thì Liên đoàn đã quyết định là lựa chọn Thái Nguyên để tổ chức. Giờ vòng chung kết toàn quốc sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3 với 24 kỳ thủ.
Vâng, C4 tiến 2 và pháo 6 tiến thoái binh 4 nhằm mục đích chuẩn bị lên tượng để bảo vệ dùng pháo bảo vệ mã. Thế trận đến đây theo chúng tôi là vẫn còn khá cân bằng này. Bây giờ nếu đen đi mã 5 tiến 6 thì bên đỏ sẽ chơi pháo 4 tiến 1, vừa cản mã vừa đuổi xe. Thay mặt Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các sự đồng hành của các nhà tài trợ, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, công ty Next Media, công ty Cờ Việt Nam và hãng hàng không Japan Airlines. Rất mong là sẽ có nhiều nhà tài trợ, nhiều đối tác sẽ góp sức cùng với Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam trong thời gian tới để phát triển kênh sóng, cũng như phát triển các chương trình, các giải đấu, các sự kiện của Cờ tướng Việt Nam. Qua đó tạo điều kiện để phát triển cho cờ tướng Việt Nam và trong thời gian tới. Vâng, như vậy là quyết định liên kết mã rồi. Mã 8 tiến 7. Ở bên đen đã tạo thành một cặp mã giao. Tuy nhiên bên đỏ hoàn toàn có thể chơi pháo 5 tiến 1 các bạn. Pháo 5 tiến 1. Để cản đường con mã này. Con mã ở lỗ 5 sẽ khá là khó để mà di chuyển. Pháo 5 tiến 1 và tốt 5 tiến 1. Đấy là hướng đi phát triển quân của bên đỏ. Vâng, như vậy là bên đỏ lại lên tượng chứ không dùng pháo cản mã. Vừa rồi nếu đi pháo 5 tiến 1 ở bên đen cũng rất khó để mà đi phát triển hình cờ đấy. Thì pháo 5 tiến 1 rồi chuẩn bị tốt 5 tiến 1. Khi mà xe đè mã thì mới lên tượng. Lúc đấy là thế cờ của bên đỏ rất đẹp các bạn. Và bên đen sẽ kém thế rõ rệt đấy. Nhưng với việc lên tượng trước thì bên đen cần phải thoát nhanh quân mã ra. Hoặc chạy pháo đầu ra đi. Chạy pháo đầu ra thì sợ vỡ tượng. Vâng, xe thoái 2. Vừa rồi có nước pháo 5 tiến 1. Nếu như xe thoái bắt pháo thì tốt 5 tiến 1 là cũng rất khó đi cho bên đen. Với nước lên tượng này thì tương đối là chậm chạp và làm cho hình cờ bên đen là đã kịp thời thoái xe về rồi. Răng ngang và khiến cho con pháo không thể đè mã được. Quân xe này thoái về Hà thì đồng thời có thể chuyển sang cánh trái để tấn công vào mã ở cánh phải của bên đỏ. Đấy, và đồng thời có thể thông tốt. Và nếu như đấu tốt này thì mã lên đầu tượng cũng rất là đẹp.
Mã 7 tiến 8. Tấn công của tốt biên. Có lẽ bên đen sẽ phải ngăn chặn cái con mã này. Như vậy là pháo 7 bình 8. Đang phục kích nước mã 8 tiến 9 thì sẽ chơi pháo 8 thoái 3 các bạn. Bắt xe và bắt mã. Tốt 7 tiến 1. Đang bắt xe. Chắc phải đi xe 4 bình 3 thôi. Đang xe 4 bình 3. Sau đó sẽ là có thể sẽ là một loạt các nước đổi quân. Dự tính sẽ là xe 4 bình 3, xe 7 thoái 1, mã 5 tiến 3, tốt 7 tiến 1 thì nổ pháo và ăn tượng lên tốt. Hai bên sẽ đấu một loạt quân. Rằng diễn biến của ván đấu đã đúng như những phân tích của chúng tôi. Bây giờ có thể vật pháo lên pháo và ăn tượng lên tốt thôi. Vấn đề là bên Nguyễn Mạnh Hải có muốn đấu quân hay không. Tuy nhiên nếu không đấu pháo ấy, thì đồng nghĩa với việc để con tốt này tiếp tục xuống không có lợi. Có lẽ là Nguyễn Mạnh Hải đang phân vân có thể nên dùng mã để chém pháo hay không nữa để ăn tốt đầu. Tuy nhiên nếu như mà như thế thì cũng khá là phí về con mã đang ở đầu tượng. Có thể nhảy mã 3, có thể tiến 2 cũng rất là đẹp. Khá là phí cho con mã đang ở vị trí rất là đẹp. Giống như này, thế như này thì bên đen bên đỏ sẽ sống con tốt đây. Tốt 3 tiến 1 chăng? Hay nhảy mã lên bắt pháo trước rồi mới tốt 3 tiến 1. Mã bắt pháo thì sẽ có nước chuyển pháo sang dọa cục. Như vậy là có thể phải đi tốt 3 tiến 1 trước rồi để bảo vệ quân tốt đã qua sông. Được, như vậy là chuyển pháo sang dọa sát cục trước. Vậy bên đen có thể tận dụng thời cơ này để đánh hòa luôn.
Như vậy là không đánh hòa mà nhảy mã lên. Bên đen đang có thế pháo đầu khá là mạnh. Và bây giờ với nước mã 7 tiến 5 thì chuẩn bị có thể chơi mã 5 tiến 4. Bắt mã và bắt tượng. Đang thoái mã trước rồi. Tránh từ xa việc con pháo ở lộ 6 cứ chạy qua chạy lại. Và mã nhảy lên thì bắt đôi. Tất nhiên mã nhảy lên bắt đôi thì mã vẫn thoái về lộ 6 như này thôi. Đây là một nước nguội. Ở trong từ chuyên môn là nước nguội. Đi trước để thăm dò xem đối thủ đi đâu. Và ở bên Mạnh Hải lấy pháo chặn mã. Lao mã sang rồi, đang bắt tốt biên. Là vị trí quân của bên đen thì thông thoáng hơn, cho nên quân Mạnh Hải muốn tận dụng điều này để khai thác và làm cho đội hình của đối phương bị sộc sạch. Theo chúng tôi thì vừa rồi bên đỏ nên thay vì nước tốt 3 bình 4 thì đi mã 3 tiến 2 trước. Đang lợi dụng đuổi pháo để tranh tiên. Đối phương bình pháo biên, bình pháo sang cánh phải thì lại xuất tướng ra. Và khi đấy con mã này sẽ không bị gò bó. Bây giờ khó, rất khó đi. Tuy nhiên đây vẫn là một hình cờ hoàn toàn không dễ để cho bên đen có thể tấn công. Vâng, liên kết tượng, không cho pháo thoái về. Trong lúc chờ đợi thì Nguyễn Văn An tranh thủ đi con tốt 5 bình 6 được không? Để tiếp tục tiếp cận gần với tốt biên của đối phương hơn. Các trận đấu cờ tàn thì đòi hỏi các kỳ thủ phải hết sức kiên nhẫn và phải có sự tính toán rất sâu xa. Và những nước đi rất là hợp lý, chặt chẽ thì không thể đi vu vơ được. Vâng, một nước thoái pháo mời đổi mã đây. Mã 2 thoái 4. Giờ đến lượt bên đỏ lại phải chạy mã. Vâng, lại tiến pháo bắt mã rồi. Hai nước vừa rồi của bên đỏ khá hay.
Vâng, tiếp tục bình pháo đẻ mã. Như vậy đây là một hình cờ tàn mà có thể nói rằng là rất là cân bằng. Thậm chí nếu tính về chất thì bên đỏ còn nhỉnh hơn một chút vì có một tốt đã qua sông, trong khi bên đen thì và bên đỏ là có hai cặp tốt đối đầu. Mỗi bên bên đỏ thì có một pháo hai mã và bên đen có hai pháo một mã. À, một nước tiến lên bắt mã và bắt tốt các bạn. Cảm giác nước thoái mã và rồi khá là vu vơ. Và khiến cho bên đỏ, bên đen là kỳ thủ Nguyễn Mạnh Hải đã tranh thủ tiến pháo bắt mã và bắt được tốt biên rồi. Bây giờ sẽ là ăn tốt biên thôi. Ăn tốt biên là cân bằng lực lượng rồi. À, nước thoái mã khá tiện tay của Nguyễn Văn Đan, làm cho Nguyễn Mạnh Hải tận dụng thời cơ ăn được một tốt. Vâng, một nước thoái mã bắt tốt để chuẩn bị chơi mã 2 tiến 3, bắt pháo và tốt biên. Vâng, như vậy là con tốt này sắp chết rồi các bạn. Chuẩn bị hy sinh và sĩ rồi. Rất tiếc con tốt qua sông như vậy mà để mất. Mà bây giờ tình thế là lại trở về có lợi hơn cho kỳ thủ Nguyễn Mạnh Hải. Bây giờ lao mã bắt đôi. Khả năng bị mất tốt rồi các bạn. Bù lại thì có thể ăn được sĩ đấy. Nhảy mã chiếu. Mã 5 tiến 4 rồi. À. Vừa rồi Nguyễn Văn An có thể chơi mã 5 tiến 4. Rồi dùng pháo nổ sĩ. Nhưng đi như này thì bên Nguyễn Mạnh Hải là mời đổi pháo ngay này. Đổi pháo sang được tốt. Đổi pháo sang được tốt. Chỉ còn hai mã thôi. Bên đen sẽ có lợi hơn còn khi còn pháo mã và hơn một tốt. Tới thời điểm hiện tại thì ưu thế về thời gian là vẫn nghiêng về phía bên đỏ. Với khoảng gần 4 phút, còn bên đen còn dưới 2 phút. Pháo 4 thoái 1. Không đấu. Và ăn tượng. À, kỳ thủ Nguyễn Mạnh Hải đã tận dụng khá tốt vị trí quân và sai lầm của đối thủ để bẻ gãy hàng phòng ngự của bên Nguyễn Văn An rồi. Vâng, phải thi tốt rồi, không để đối phương vật pháo sang thì rất nguy hiểm. Như vậy là từ việc hơn tốt thì bây giờ Nguyễn Văn An lại kém tốt các bạn. Đang có 3 tốt thì bây giờ không còn có con tốt nào. Vâng, 2 pháo 2 tốt đánh với pháo mã. Đây là một hình cờ tàn ưu thế dành cho bên đen. Tuy nhiên điều bất lợi cho bên đen chính là việc thời gian ít hơn, khoảng hơn một phút.
Bên đỏ cần phải đi thật nhanh để ép giờ đối thủ đấy. Chắc chắn sẽ là đôi tốt tràn dần sang sông rồi. Bây giờ mã vừa rồi nhảy mã thì sẽ có nước pháo 3 thay 2. Bắt tượng. Ăn tốt đi. Chỉ còn kém một tốt thôi. Vừa rồi Nguyễn Mạnh Hải đi quá nhanh và để mất tốt biên. Chuẩn bị có nước pháo 6 thoái về đấy các bạn. Dọa vỗ tốt chiếu là ăn pháo đấy. Vẫn là thoái pháo thôi. Pháo thoái về sâu một chút thì đẹp. Pháo lại thoái về lửng lơ trên bên đỏ có nước nhảy mã bắt pháo. Vâng, gác sĩ rồi. Tiến tốt luôn. Vừa rồi nên tiến tốt luôn. Ép pháo chạy và pháo mình thoái một. Bên đen thì nhỉnh hơn một chút về cờ, thế nhưng mà lại kém giờ rất nhiều. Mình tốt chiếu. Bỏ tướng rồi. Như vậy là kỳ thủ Nguyễn Văn An đã phạm một lỗi kỹ thuật không được phép. Là bỏ tướng và đồng nghĩa với việc sẽ bị xử thua các bạn. Trong luật thi đấu cờ nhanh chớp thì các kỳ thủ không được phép phạm lỗi kỹ thuật như vậy. Như vậy là xin chúc mừng kỳ thủ Nguyễn Mạnh Hải đến từ Thái Nguyên đã giành một chiến thắng vừa hay mà vừa may các bạn. Và phần may khá nhiều bởi vì đối phương bỏ tướng. Xin chúc mừng kỳ thủ Nguyễn Mạnh Hải đến và chia buồn với kỳ thủ Nguyễn Văn An đến từ câu lạc bộ Đông Anh.